Luân xin kính chào bà con. Hiện tại thì giá tôm lao xuống vực thẳm luôn ha bà con. Hình như là hiếm có những cái trường hợp như thế này. Thì bà con nông dân và tất cả mọi người liên quan đến ngành tôm mới thấy là cái giá tôm, cái chi phí nuôi tôm của ở nước Việt Nam mà chúng ta nó cao hơn so với các nước. Đây là một cái trăn trở thời gian qua của Luân, mà cái dịp này thì sẵn dịp này Luân nói rồi, cái hướng đi và cách làm của Luân trong thời gian qua cũng vậy, là cái hướng đi nuôi tôm chi phí thấp. Thì nuôi tôm chi phí thấp ở đây là làm sao mà để nuôi tôm chi phí thấp. Thứ nhất là chúng ta có một cái quy trình, và quy trình nuôi nó bài bản với những cái sản phẩm mà trong quy trình đó, đó có những cái sản phẩm là nó hợp lý và cũng là giá thấp. Bởi vì trong thực tế thì Luân thấy có nhiều bà con nuôi là những cái sản phẩm nó lồng ghép với nhau. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái dòng, cái này gọi là thảo dược gan đi, cái kia là vitamin, rồi cái nọ đó là ví dụ như là khoáng mà vitamin, thì 3-4 thứ như vậy á, có những cái nó dư. Ví dụ như trong gan thảo dược nó đã có vitamin rồi, chúng ta dùng thêm vitamin, hoặc là chúng ta đã dùng vitamin rồi thì chúng ta lại dùng thêm cái loại khoáng mà có vitamin. Như vậy thì để mà tiết kiệm cái chi phí mà để cho con tôm nó đủ thôi chứ không có dư, thì ví dụ là chúng ta phải biết cái sản phẩm đó là nếu có vitamin rồi thì mình sẽ dùng những sản phẩm khác, đó là khoáng thôi. Mà nếu là đã khoáng mà có vitamin rồi thì không cần phải dùng vitamin nữa mà dùng cái loại khác. Ngay cả bây giờ men tiêu hóa cũng có vitamin, mà khoáng cũng có vitamin nữa, thì nó rồi thảo dược thì trong, hình như là trong thảo dược thì có vitamin. Cho nên là quá trình bà con sử dụng 3-4 loại mà gom vô một cái chỗ gì á, thì nó nâng lên cái giá, cái chi phí nó nâng lên cao hơn. Rồi cái nữa là nuôi tôm hiện tại thì Luân thấy một cái thực trạng như thế này. Có rất nhiều bà con kinh nghiệm cũng như là cái điều kiện nuôi không có, mà vì cái đam mê, vì sở thích, hoặc là cuốn theo cái phong trào, chúng ta dấn thân vào cái nghề. Mà cái nghề này nó nghiệt lắm, nó còn hơn là chơi số đề nữa, nó còn hơn là chơi số đề nữa. Cho nên đó là nếu mà rơi vào tình huống mà đam mê mà không có điều kiện đó thì buộc phải giá cao thôi. Ở đây thì Luân rất đồng cảm với những cái đại lý, bởi vì Luân cũng làm có hỗ trợ bà con, rồi cũng có làm cái hình thức này, thì Luân thấy cũng nghiệt ngã lắm. Đại lý, tại sao đại lý bán giá cao? Tại vì bà con mình nuôi tôm không có đạt, không đạt rồi là đại lý không có cái nguồn thu khác, buộc phải nâng cái giá lên để nó quân bình lại. Nhưng bởi vì là tỷ lệ nuôi tôm thành công hiện tại của chúng ta thấp quá thì đại lý mới nâng cái giá đại lý lên, chứ không thôi là người ta cũng sạt nghiệp sao. Nuôi tôm mà bỏ tiền ra mà đầu tư mà bà con nuôi không đạt thì đại lý cũng sạt nghiệp. Thì muốn nói bà con nuôi tôm, ai có điều kiện thì mình làm, bà có kinh nghiệm và có điều kiện mình làm. Còn những ai mà đang dấn thân vô, mà nếu mà thấy nó cứ dấn thân vô hoài như cái bệnh ghiền á, thì cũng khó lắm. Chúng ta phải xem xét, phải bình tĩnh xem xét và quyết định là có nên nuôi nữa hay là không. Chứ không thôi là
một đời một sự nghiệp chúng ta làm mà vì con vì cái, nhưng mà lại là cái người mà hủy hoại tài sản, phá hoại tài sản, rồi kết thúc là lớn tuổi mình không có gì cho con cái thì cũng là mình hết. Cái này thực trạng chắc cũng có nhiều người rơi vào cái tình huống như thế này. Thì đó là cái trăn trở mà Luân muốn nói, vừa trong kỹ thuật cũng như là trong cái phương pháp làm mà làm. Luân xin kính chào bà con ha, để chia sẻ với cái nuôi tôm chi phí thấp thì Luân có hai ý muốn chia sẻ với quý bà con. Luân xin kính chào.